xin kính chào toàn thể các bác đến với cái phần 2 của chia sẻ kinh nghiệm sử dụng các dòng loa series dòng T của loa hỏa tiễn. Thì hôm nay em sẽ giải thích tại sao là khi các bác xếp chồng này nó bị chéo pha, và khi các bác làm như thế này thì nó ảnh hưởng đến nhiều chất âm không. Về ở gần ấy thì không nói, còn riêng về phần xa thì nó sẽ là lượt chéo pha tại các điểm. Đấy, ví dụ như các bác là để thẳng này thì gần như là cái điểm chéo pha của nó sẽ giao thoa ngay ở cái phía mặt trước. Ví dụ các bác đi khoảng cách tầm 10-15 mét thì chưa cảm nhận được, còn xa hơn nữa thì nó sẽ cảm nhận được. Khắc phục bằng cách nào? Các bác chỉ có khắc phục bằng cách là các bác để xếp chồng lên nhau như thế này. Các bác nên có một số cái kiểu tấm hút trứng tiêu âm này dán một tí đây. Ví dụ như ở dưới này nhá, chúng ta sẽ mô phỏng bế con trên xuống dưới con dưới. Em tả đây các bác sẽ hình dung được dễ hơn. Các bác dán một cái tấm bút trứng ở đây, ria này và ria trên này. Không nên hạn chế nhá, không nên dán ở trong này, chỉ dán phần ria ngoài này thôi. Đấy, phần ria ngoài này thôi. Đấy, phần ria thôi nhá, khoảng tầm từ đốt ngón tay này đến giữa đây. Các bác dán xốp trứng ở đây thì nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy, áp dụng với các dòng loa trên. Thì khi các bác dán cái bút mút trứng ở đấy mà xếp chồng lên nhau này thì nó không xảy ra cái hiện tượng là chéo pha tại các điểm như 15, 18, 25, 30, 32 hoặc là 40 mét. Thì nó sẽ không có hiện tượng là các bác đi nùi xong bắt đầu là cảm nhận là cái tiếng tép làm sao ấy, thì núc thì nó lại hụt tép, xong núc thì hụt tiếng nồi. Thì đây là cái chia sẻ kinh nghiệm để các bác dễ sử dụng. Còn thực tế cái này không ai chia sẻ đâu, kể cả các đơn vị khác hay là các cửa hàng anh em bạn bè cùng ngành nghề. Em nói thẳng các bác chưa chắc đã biết để mà chia sẻ. Tại sao em biết cái này? Bởi vì em thực tế em làm, em đã dán cái tấm mút trứng này. Đấy, mút trứng hoặc bông nỉ nhá, tùy. Đấy, nếu như xếp chồng này thì tất cả các bác, tất cả các cái dòng này nó có điểm con nào chéo pha, ví dụ hai con này nó có khoảng cách khá là xa rồi nhá, hai con này nó khoảng cách khoảng tầm một gang tay nó ok rồi. Đấy, từ con dưới lên trên kia nó một gang tay nó ok, nếu như các bác ở gần thì ok, không vấn đề gì. Còn nếu mà các bác đi ra xa ấy, thì nó sẽ bị chéo pha. Các bác khắc phục bằng cách là dán vào đấy. Dán vào thì là hai cái điểm đó nó sẽ không lặp lại cái tần số trùng lặp gần nhau. Ví dụ các bác lại xếp sát với nhau cơ thì không được, hỏng. Các bác phải dán cái, nếu như các bác xếp hai cái họng kèn này, ví dụ hai cái họng kèn này nó ôm sát với nhau nhá, thì là cái họng kèn dưới và họng kèn trên này, ví dụ cái trên này, các bác dán mút trứng từ đoạn trong cửa ghia ra đến ngoài này, từ cái mép nối này, từ mép nối này ra đến ngoài này, và cái từ mép này đến trên này. Đấy, nó là như thế nếu như các bác đặt sát nhau. Còn nếu mà có khoảng cách này thì các bác chỉ cần dán từ khoảng tầm hai đốt ngón tay. Đấy, từ đây đoạn này. Đấy, là các bác có thể sử dụng được, nó không xảy ra hiện tượng chéo pha tại các cái họng kèn này khi bác đánh xa. Đấy, mà nó vẫn đạt được SPL lớn và vẫn đảm bảo được về đáp tuyến của loa các bác nhá. Đây, cái chia sẻ kinh nghiệm này nói thẳng ấy, không có ai chia sẻ đâu, đây tự học tự mò tự biết thôi. Còn ở trong khu vực Việt Nam, khu vực miền Nam là các bác sử dụng các dòng này nhiều, các bác sẽ cần phải biết đến cái điểm này để các bác kết hợp. Bởi vì nhiều các bác ấy không phải là cái loa hỏa tiễn đơn mà là cái loa hỏa tiễn đôi, nhưng các bác làm như thế. Đấy, hỏa tiễn đôi các bác lại chơi theo kiểu là hai củ kèn cơ, thì nó thứ nhất là cái kêu của loa tép nó đã to hơn cái loa bát rồi, cái kêu của loa tép nó kêu to hơn loa bát rồi. Còn chưa kể nhiều các bác gia đình vô cùng có điều kiện, kèn lại đang màu đen, các bác sơn thành màu vàng, màu nâu, màu tím, màu đỏ, màu xanh, ui các kiểu sơn ý, thì nó có một chút ảnh hưởng đến chất âm, có ảnh hưởng một tí đến đáp tuyến và ảnh hưởng khá đến pha. Em khuyên các bác ấy không nên sơn, đừng có sơn ý. Các bác phải đo đáp tuyến trước khi sơn. Sau khi sơn là đáp tuyến như thế nào các bác sẽ biết ngay. Nhiều các bác không biết nhỉ? Cứ thấy chỗ này sơn, chỗ kia sơn, cứ sơn nhặng xì ngậu vào. Sau đến lúc nghe tiếng nó đanh, nó xé tai hơn, xong lại bảo là do đấu sai, nắp sai thế này thế kia. Không phải đâu, đây là do các bác làm hết. Đấy, thì đây em chia sẻ nhá. Khi kết hợp nhiều loa, kể cả xếp 4 đến 5 chiếc hoặc 6 chiếc hỏa tiễn lên như thế cũng được. Các bác chỉ cần dán cái miếng xốp trứng tiêu âm vào hoặc là bông nỉ tiêu âm vào là các bác có thể khắc phục được cái điểm chéo pha. Còn về góc độ nghiêng và mở, tức là độ phủ của loa,
thì ưu tiên các bác ấy là ở càng cao ấy thì nó nghiêng ít thôi, còn ở dưới thì nghiêng nhiều vào. Ví dụ phân dưới cùng này nhá, bây giờ em kê cái gì ở dưới cùng xong loa nó nghiêng kinh khủng luôn, nghiêng cảm tưởng sắp đổ loa rồi. Nhưng mà trên ấy thì các bác lại ngửa ra giống cái dòng Nara cao cấp của châu Âu, châu Mỹ ấy, thì nó đánh cho cả gần cả xa. Còn riêng với cái dòng này gần như không cần, gần như không cần, riêng cái dòng này gần như không cần, chỉ cần ở trên các bác bẻ góc cho nó nghiêng thôi, đánh điểm đến ở đâu, điểm cuối cùng ở đâu. Ví dụ các bác nhắm mục tiêu 4 chiếc xếp cao đến gọi là đến cành cây kìa. Đấy, 4 chiếc các bác xếp cao đến cành cây đấy. Thì các bác chỉ cần chọn mục tiêu, ví dụ mục tiêu ở trên cùng đó là cái loa trên cùng ấy nó sẽ phủ đến tầm 50m. Thì các bác chỉ cần đặt một cái đèn laser ở trên nóc cái loa đó, và các bác trên nóc cái loa này nhá. Hay là trên nóc cái loa kìa, các bác đặt đèn laser đấy xong là chiếu đến đo khoảng cách từ ở cái điểm laser nó bắn ấy, đến cái chỗ loa này khoảng tầm gần 50 hoặc hơn 50m. Ok, thế là đạt được góc phủ. Các bác nên lấy điểm mẫu bằng đèn laser, khuyên thật. Còn các bác tin không thì tùy. Còn riêng như này bắn cả cây số. Riêng như này bắn cả cây số, không vướng vật cản, bắn cả cây số luôn. Chứ không phải là chuyện đùa đâu, phóng nó rất là xa. Vài trăm mét là chuyện bình thường với các dòng như này. Còn khi mà các bác đã sử dụng đến model và chế độ như này nhá, các bác không phải là sử dụng cho tầm 100 mét đổ về nữa, mà là tầm 300 mét đổ về nó hiệu quả ngang với Nairai. Hiệu quả ngang với Nairai. Nếu như các bác đúng cấu hình như này và mang đi và theo đúng cái yêu cầu của em, là các bác dán cái miếng trứng vào nó phóng kinh khủng luôn mà lại không bị chéo pha. Đấy, dán vào thế nó không bị chéo pha, nó không có ảnh hưởng đến nhau, làm sao chéo pha được không ạ. Đấy. Ok, video chia sẻ kiến thức đến đây cũng tạm thời kết thúc. Trong video lần sau ấy thì chắc có khi là test demo thôi chứ còn không có chia sẻ nữa. Em chỉ có hai phần video chia sẻ với dòng T24 và T12 như này thôi. Còn với các dòng đời cao hơn như là H1, H12, H1, H15, nói thẳng các bác cứ thử xếp chồng với nhau, không phải làm gì cả, chả phải làm cái gì đâu. Bởi vì họng kèn của nó, sóng của nó sóng định hướng rồi. Sóng có 10 độ này, các bác bảo sóng 10 độ gần như là bằng phẳng này thì bắn làm sao được, nó mở làm sao nó nghe được, đúng không ạ? Các bác cứ xếp chồng nhau được, nhiều xếp riêng nhau là không được đâu nhá. Ok, video đến đây là kết thúc. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau nhé.